Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh Chính Phát. Ngày hôm nay mùng 3 tháng 7 năm 2019 và sau đây là bản tin tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam. Càng ngày thì mình càng thấy nó có nhiều cái rất là thú vị đối với lại thị trường phái sinh ha. Như vậy thì do là cái hệ thống chứng khoán của chúng ta nó còn có nhiều cái là nó non trẻ. Ví dụ như toàn thị trường của chúng ta nó chỉ đâu đó khoảng cỡ nói chung là vốn hóa nó không bằng Microsoft với lại Facebook, nên là cái sự ảnh hưởng của cái tác động bên ngoài cũng như là khi mà ai đó có khả năng chi phối thì nó sẽ khả năng xảy ra cái sự chi phối nó xảy ra. Như vậy thì phái sinh nó cho chúng ta một cái gì đó càng ngày nó càng rõ nét hơn trong vấn đề đáp ứng được cái nhu cầu của các anh chị em mà chuyên đánh những cái gì đó của thị trường nước ngoài như là Forex hay là Coin. Ngày hôm nay thì mình bắt đầu có những cái sự cảm nhận đối với lại cái thị trường phái sinh nó rõ nét hơn. Và chính thức ngày hôm nay thì mình cũng mở một cái room phái sinh. Như vậy thì tất cả các anh chị em nào có nhu cầu vào room phái sinh thì có gì thì chat với lại cái Facebook của mình ha. Facebook của mình thì nằm ở dưới cái mô tả, bữa nào mình cũng có bỏ ở phía dưới. Rồi chúng ta đến với tình hình thế giới trước nhé. Ngày hôm qua Dow Jones tăng 0,26%, tương đương với lại khoảng cỡ 70 điểm. Đây là một mức tăng cũng tương đối bình thường, coi như là một ngày bình thường, không có gì đột biến quá ha. Rồi các thị trường khác hiện tại đang chạy như là châu Âu thì chúng ta thấy là cũng đang có mức tăng nó tương đối ổn, quanh đâu đó khoảng cỡ 0,5%. Riêng có thị trường của Ý thì ngày hôm nay tăng tới 1,32%. Còn lại thì chúng ta thấy là đại đa số nó đều là sắc xanh hết. Vậy là rất tốt. Nhật Bản ngày hôm nay giảm 0,53%, tương đương với lại 116 điểm. Hang Seng ngày hôm nay giảm nhẹ, giảm nhẹ lấy màu thôi, không có giảm nhiều. Hàn Quốc ngày hôm nay giảm 1,23%, tương đối nhiều ha. Rồi các thị trường khác hiện tại bây giờ đang chạy thì đa số trên thế giới lúc này đây thì đa số đều là sạch. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại phần đồ thị của Dow Jones. Về vấn đề đồ thị của Dow Jones thì chúng ta thấy là hôm tối hôm qua là một cái phiên nó hồi lên. Vấn đề hồi này nó mang cái sự tích cực là nó trong phiên nó có những cái lúc nó giảm quá cái đường màu xanh lá cây của mình, sau đó thì nó hồi lên như vậy thì nó tạo được cái điểm cao nhất là đóng cửa lúc cao nhất và có cái bóng nến phía dưới thì nó tạo cái động lực để có thể tăng điểm cho những bữa tiếp theo. Tuy nhiên về quan điểm của mình thì hiện tại bây giờ nó cần có thêm một vài phiên nữa mang tính chất là tích lũy thì nó chính xác, nó sẽ đúng hơn so với lại những cái gì mình đang đang dự đoán ha. Như vậy thì về kỳ vọng mang tính chất dài á thì trong trong khoảng thời gian tới thì nó sẽ thiên về chiều tăng được một khoảng thời gian rồi bắt đầu nó sẽ điều chỉnh. Ok, bây giờ mình sẽ nó có một cái nó hơi vướng chút xíu như vậy, trong vòng một hai phiên tới thì nó mang đến chất điều chỉnh, sau đó nó sẽ có tăng và bắt đầu khoảng cỡ 2 tới 3 tuần sau thì nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh đối với trường hợp của Dow Jones. À, như vậy thì tình hình thế giới thì mình nghĩ trong vòng sau 2 tuần nữa thì nó cũng sẽ không được đẹp lắm. 2 tới 3 tuần nữa thì nó sẽ không được đẹp lắm ha. Đây là Dow Jones nó mang đến chất là giống như thị trường cái những cái chỉ số lớn của thế giới vậy đó, nên là nó sẽ nói luôn cả vấn đề thế giới luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại Hang Seng. Đối với trường hợp Hang Seng thì có một cái phiên nó giảm điểm ha, và mức độ giảm điểm này thì nó cũng giữ ngay chỗ cái gap, ngay chỗ cái khoảng trống này. Hiện tại bây giờ nó đang giữ khoảng trống này, ở cái sự biến động của nó là không nhiều. Và các phiên tiếp theo thì nó vẫn thiên về vấn đề là tích lũy ha, tích lũy và điều chỉnh, và khu vực nó đang hỗ trợ nó sẽ nằm đâu đó khoảng cỡ 28.476 cái khu vực đường màu vàng này. Nếu như về được cái đường màu vàng này xong nó đi lên lại thì chúng ta sẽ có những cái sự chắc chắn hơn trong cái khoảng thời gian phía trước của Hansen. Ít nhất là trong vòng khoảng cỡ 4 5 phiên nữa thì mình nhìn thấy là nó vẫn thiên về vấn đề điều chỉnh ha. Sau đó thì nó sẽ ok hơn.
Thứ hai chúng ta sẽ đến với lại giá dầu. Đối với trường hợp của giá dầu thì chúng ta thấy là giá dầu có đang nằm ở khu vực 56 56.62. Như vậy giá dầu vừa có một cái phiên nó chỉnh thôi. Nó chỉnh giá dầu thì cái đợt chỉnh này thì mình không đánh giá là nó sẽ chỉnh 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 chỉnh, chỉnh sau đâu. Trong vòng ngày hôm nay mai thôi thì bắt đầu giá dầu nó sẽ có cái vấn đề nó hồi lên lại ha. Thì do là coi như các bạn nhìn thấy là đồ thị tuần sau khi nó đụng vô cái hai cái con những cái con dao găm của Ichimoku thì nó sẽ có những cái sự giống như đụng kháng cự thì nó rớt xuống lại. Và bây giờ nó đang chỉnh về một khúc và mình nghĩ là cái khu vực mà 55.89 này là cái chỗ đường xanh này nè thì nó coi coi như là đã tác động vô khu vực đó và sẽ có những cái sự hồi lên. Trong vòng 2 3 1 2 phiên tới là giá dầu nó hồi. Rồi tiếp theo chúng ta đến với giá vàng. Đối với trường hợp giá vàng thì sao? Giá vàng thì sau một cây tăng thì vừa rồi có một cây tích lũy. Chúng ta thấy là nó đang sẽ trong những ngày gần á, thì nó sẽ thiên về chiều tăng. Và qua khoảng cỡ tuần thì bắt đầu nó sẽ chuyển về cái chiều tích lũy xuống. Mình đang thấy nó đại loại nó giống kiểu như vậy ha. Và nếu như nó có một cái đợt điều chỉnh nó rõ nét hơn về lại khu vực 1.300, khoảng cỡ 1.360 á, thì mình nghĩ là cái độ bền đi của cái giá vàng nó mới có cái gì đó nó mang tính chất là nó rõ ràng. Còn hiện tại bây giờ thì nó cũng tăng hơi cứng rồi. Thị trường vàng trong nước thì bây giờ đang có những cái sự tăng giá nó cũng nó rất là mạnh mẽ ha. Thì khi mà giá vàng tăng ở đây chúng ta chỉ nói về vấn đề điều chỉnh thôi, còn giá vàng về vấn đề về đảo chiều thì mình không nói vấn đề đảo chiều, mình chỉ nói là canh nó điều chỉnh mua thôi, giống kiểu vậy ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có khu vực từ 1.387 nè cho tới 1.412, đây là khu vực hỗ trợ. Và khi về những khu vực này á, mà tác động tốt thì đó là những cái điểm mua tiếp theo đối với trường hợp của giá vàng. Giá vàng đang rất là tốt và nó mới đi thôi, bây giờ nó chỉ điều chỉnh và đi tiếp, giống như chúng ta nhớ mấy đợt của coin sau khi nó rớt xuống, cái gì nó cũng có chu kỳ của nó, đi rớt xuống rồi nó quay lên lại, quay lên lại thì những cái đợt đầu tiên nó tăng lên lại 4.000 rồi nó lên sình một khoảng thời gian sau nó lên rất là nhanh chóng ha. Ok, chúng ta đến với lại tình hình trong nước thôi để xem tình hình trong nước có những cái sự biến động cụ thể như thế nào nhé. Ngày hôm nay thì VN Index của chúng ta giảm 0,17%, tương đương với lại 1.59 điểm, xuống còn 1.960.39 điểm. Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là 3.400 tỷ, trong đó có 900 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 136 triệu cổ phiếu. Có 139 mã tăng, 148 mã giảm và 61 mã tham chiếu. Sau khi đi qua VN Index thì chúng ta thấy về tương quan lực lượng, chúng ta có 148 mã giảm và 139 mã tăng. Như vậy thì về cái tương quan lực lượng xanh đỏ nó cũng có những cái sự đồng nhất với nhau. Về cái khối lượng giao dịch thì sau khi trừ đi những vấn đề thỏa thuận thì ngày hôm nay chúng ta giao dịch đâu đó khoảng cỡ 114 triệu cổ phiếu. Như vậy thì có cải thiện so với ngày hôm trước, tuy nhiên là không nhiều. Về giá trị giao dịch sau khi trừ đi những vấn đề thỏa thuận thì ngày hôm nay chúng ta giao dịch đâu đó khoảng cỡ 2.300 tỷ, và đây là một con số nó cũng có cải thiện nhưng mà không nhiều so với lại phiên ngày hôm trước. VN Index của chúng ta ngày hôm nay thì mở cửa khu vực 960.44, gần giống với giá đóng cửa luôn à. Chúng ta so với lại cái giá tham chiếu của ngày hôm trước thì chúng ta có giảm đâu đó gần khoảng hơn 1 điểm. Rồi thì chúng ta có được cái khoảng thời gian từ chín từ lúc mở cửa cho tới lúc 10 gần 10 giờ rưỡi thì có những cái mức độ giảm điểm do ngày hôm trước nó có những sự tiêu cực sẵn và nó quay về cái khu vực 957. Thì qua 10 giờ rưỡi thì nó tăng lên cái vèo, xong rồi nó giật xuống giống như cái hình mà chúng ta đang nhìn thấy, và cuối cùng nó đóng cửa ở khu vực 960.39. 960.44 mở cửa và 960.39 đóng cửa thì thật ra nó cũng không có những sự chênh lệch gì nhiều lắm. Gọi như là bằng nhau. Sau một ngày đánh đấm cực khổ chúng ta thấy là không có gì thay đổi cả. Đóng góp vào chỉ số
chỉ số giảm ha, đóng góp vào chỉ số giảm. Ngày hôm nay thì Upcom coi như là không có, HNX coi như là không. HOSE thì sao? HOSE ngày hôm nay chúng ta có thể kể đến hai ba cái tên như là VCB đóng góp vào một điểm giảm, GAS ngày hôm nay đóng góp vào 0.5 và Novaland đóng góp vào 0.4. Về đóng góp vào chỉ số tăng thì chúng ta thấy là Upcom không có HNX thì có VCS ngày hôm nay đóng góp vào 0.4 điểm tăng của thị trường. Tiếp theo đến với sàn HOSE, chúng ta có Vinhome ngày hôm nay đóng góp vào 0.8, 0.9, Vinamilk đóng góp vào 0.5 vào điểm tăng của thị trường ha. Như vậy thì cũng có những cái sự đối trọng ngược lại với nhau, và mức độ xanh mấy con xanh này thì nó xanh tương đối mạnh hơn, để vốn hóa lớn quá nó tăng một cái là nó kéo thị trường liền ha. Ok, chúng ta sẽ đến với lại một số dòng cổ phiếu ha, để coi các dòng cổ phiếu ngày hôm nay có những sự biến động cụ thể như thế nào nhé. Chúng ta sẽ đến với lại giao dịch mua bán ròng trước. Sàn HOSE ngày hôm nay bán ròng đâu đó khoảng cỡ 10 tỷ, HNX ngày hôm nay mua ròng 5 tỷ và cuối cùng Upcom là mua ròng 5 tỷ. Như vậy thì chúng ta thấy là zero hả? Hình như mới đọc xong là zero ha. Như vậy thì nguyên ngày hôm nay chúng ta không có mua bán, coi như là zero. Không có vấn đề gì, vấn đề giờ không mua ròng cũng không bán ròng. Chúng ta sẽ đến với lại một số dòng cổ phiếu và dòng đầu tiên đó là ngân hàng. Đối với dòng ngân hàng hiện tại chúng ta đang nhìn thấy thì mức độ giảm ngó vẻ đang có vẻ thắng thế hơn một chút. VCB ngày hôm nay giảm 900. Rồi chúng ta thấy là EB giảm 400. Rồi thì HD giảm tiếp 200, mấy bữa nay HD giảm liên tục ha. MBB giảm 150 đồng. Các cổ phiếu khác thì giảm ít hơn. Về mặt tăng thì chúng ta thấy CTG ngày hôm nay tăng 250 đồng. Rồi thì VIB, những ngân hàng này, ngân hàng quốc tế này thì tăng được 500 đồng. Đó thì nói chung là dòng ngân hàng đóng góp vào chỉ số giảm của thị trường ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại dòng dầu khí. Dòng dầu khí thì ơi trời ơi, nó chỉ có một màu mà thôi. Chỉ có BSR ngày hôm nay giữ được sắc vàng, còn lại thì đỏ hoét. Gas ngày hôm nay giảm 900, OIL giảm 400, BLX giảm 200, BBB giảm 200, BBD giảm 300, BBS giảm 300. Đó là những cổ phiếu đóng góp vào chỉ số giảm. Và mức độ giảm thật ra nó cũng không nhiều so với lại mức tăng của cái ngày hôm trước ha. Này mình thấy nó cũng tương đối thì nó không nhiều lắm đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại dòng bất động sản. Đối với dòng bất động sản thì cũng có những cái sự đồng pha như là các dòng trên thì mức độ xanh có vẻ nó yếu hơn mức độ đỏ. Vinhome ngày nay tăng 900 và là ngôi sao của dòng bất động sản. Nhà Từ Liêm ngày hôm nay tăng 250 đồng. Rồi thì Hà Đô tăng 250 đồng. Rồi hết rồi đó. Về mặt giảm thì chúng ta có thể kể tới là Novaland giảm 1.500. Rồi thì Vix giảm 400, VRE giảm 300, rồi Đất Xanh giảm 250 đồng. Như vậy thì cái sự biến động nó là không nhiều ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì khi thị trường vẫn còn đang lên sình, nó cũng chưa có sự biến động gì nhiều. Hôm nay chỉ mỗi được SSI tăng được 100 đồng thôi. Còn lại thì chúng ta thấy là đa số là tham chiếu và giảm nhẹ. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với lại dòng tổng hợp. Đối với dòng tổng hợp ngày hôm nay thì có vẻ là có sắc xanh nó tốt hơn ha. Sắc xanh rất tốt ha. Vinamilk ngày hôm nay tăng 900. VCS ngày hôm nay tăng 4.900 đồng. RI hôm nay tăng 850 đồng. TNG tăng 400, rồi thì TCM tăng 250, rồi thì FCN tăng 300, CVT tăng 700, CTD tăng 2.200, Bảo Việt tăng 1.400, rồi thì Bình Minh, nhựa Bình Minh tăng 300 đồng. Vậy thì chúng ta thấy là về vấn đề của cái nhóm tổng hợp thì chúng ta thấy tương đối rất là khả quan. Về mặt giảm thì chúng ta thấy chỉ có Bentray giảm 1.000, VHC giảm 900, rồi thì Dược Hậu Giang giảm 1.000, rồi thì Bảo Minh giảm 500. Đó là những cổ phiếu đóng góp về chỉ số giảm ha. Nói chung là không giảm nhiều. Và như vậy thì sau khi đi qua 5 dòng cổ phiếu thì chúng ta thấy là tất cả các dòng đều không được đẹp, chỉ có mỗi dòng tổng hợp là nó còn được xinh xinh một chút xíu. Như vậy thì về cái vấn đề nếu như gọi là ngày hôm nay là ngày hàng về của cái cây tăng mạnh thì chúng ta thấy cái sự hấp thụ trên thị trường là nó có ha, sự hấp thụ có và vẫn còn một số con cổ phiếu vẫn có những mức tăng tương đối rất là thuyết phục.
Như vậy thì mình thấy nó đang mang tính chất hấp thụ, thì tất cả các anh chị có thể canh từ đây tới cuối tuần. Nó có thể, nếu như nó không mất cái mốc 953 thì mình nghĩ là chúng ta có thể tính tới chuyện gom cổ phiếu cho một cái đợt tăng tiếp theo, thì nó sẽ phù hợp với cái vấn đề mà mình đang tính toán là chúng ta sẽ có bắt đầu một cái chân sóng mới ở cái khoảng cuối tuần này trở đi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại đồ thị ha, để coi đồ thị nó cụ thể như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại VN Index. VN Index ngày hôm nay đóng cửa, khoan, thấy nó lệch lệch ha. Ok, các bạn chờ mình một chút nhé. Ngày hôm qua cũng bị trường hợp này một lần ha. Chúng ta phải khởi tạo lại cái dữ liệu. Các bạn chờ một chút nhé, để cho dữ liệu chính xác thì chúng ta coi nó cũng sẽ dễ hơn. Bữa sau mình sẽ coi lại cái vấn đề này và mình sẽ khởi tạo dữ liệu trước ha. Đây là cái sự thiếu sót của mình. Ok, đúng rồi, bây giờ cây nến nó ra đẹp ha, hồi nãy nó ra có một gạch thôi, nó thiếu thiếu cái gì đó, để mình coi lại ha. Ok, về VN Index thì ngày hôm nay có nhúng chân xuống khu vực này và nó đang lắp lại cái gap này bạn ha. Thường thường cổ phiếu khi mà tăng mà nó tạo ra một cái khoảng trống, lúc mà mở cửa hoặc đóng cửa cái tự động nó mở ra một cái khoảng trống như vậy, thì thường nó sẽ bù lại những cái khoảng này rồi bắt đầu mới đi được. Thì chúng ta thấy khu vực mà 953 đó là khu vực mà chúng ta thấy là nếu như mà nó không phá 953 thì chúng ta vẫn đang tích lũy mà nó rất tích cực. Tuy là chúng ta vẫn đang ở trên trên giảm ha, giá vẫn đang ở dưới mây, vẫn là trên giảm. Nhưng mà chúng ta thấy là trong vòng 1-2 phiên tới, nếu như nó không phá 953 đi xuống thì chúng ta sẽ có được những cái sự tích cực cho những phiên sau để có thể đi lên, nó sẽ hợp lý hơn. Và các bạn thấy là ngày hôm nay nó có một bóng nến ở phía dưới nó kéo lên cũng tương đối dài, như vậy thì nó sẽ phù hợp cho vấn đề chúng ta có những cái động lực để tăng cho những buổi tiếp theo. Và chúng ta sẽ có những sự điều chỉnh đâu đó trong vòng 1-2 phiên tới, nếu như không lụng 953 thì chúng ta sẽ có những điểm mua mới. Và ngày hôm nay thì mình cũng có nói với tất cả các anh chị trong room là chúng ta bắt đầu có thể giải ngân nhẹ nhẹ được rồi ha. Ok, có một số con cổ phiếu ngày hôm nay vẫn tăng bình thường và đó là những cổ phiếu mình đã cho mua ha. Có điều là mình sẽ không thông báo là mình sẽ mua cổ phiếu gì, mà nó vẫn đi đúng như lịch trình ha, vẫn ngày hôm nay vẫn tăng bình thường, tăng mạnh là lần khác ha, hai con đều tăng mạnh hết. Thì hôm bữa bán thì bây giờ gom lại thôi ha. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại VN30 Index. Đối với trường hợp của VN30 Index thì nó cũng tương đối giống với lại VN Index ha. Ở đây nó đang có một cái cạn ở 876 mà mãi nó chưa có vượt qua được, nên bây giờ nó đang cần cái sự vượt nó triệt để hơn. Xem ra thì những cái xu hướng sắp tới sẽ thiên về vấn đề là tích lũy và sau đó để tăng lên ha. Chúng ta quan sát này, mình thấy thì VN30 nó cũng giống như VN Index đó, cho phép chúng ta có thể tăng được. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại VN30 F1M phái sinh. Thì đối với trường hợp phái sinh thì mình
Ngoài cái vấn đề coi trend, ngoài cái vấn đề coi trend ra thì mình mới bày ra được một cái vấn đề khác cho phái sinh, nhưng mà chỉ có những anh chị em trong group phái sinh mới có thể xài được thôi. Thì tất cả các anh chị em nào muốn tham gia group phái sinh thì liên hệ qua Facebook của mình, có để ở dưới phần mô tả. Thì nếu được thì mình sẽ add vô room và chúng ta sẽ sử dụng những cái cách mới để có thể kiếm được tiền á. Ngày hôm nay mình cũng có test thử một chút ha. Ok rồi, chúng ta sẽ coi cụ thể về vệ sinh cho ngày mai. Thì đầu tiên chúng ta sẽ coi về giống như mọi khi thôi, là chúng ta sẽ coi về cái kháng cự hỗ trợ của cái cây viết tiếp theo. Thì cũng như có nói với tất cả các anh chị, chúng ta có một cái kênh. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy chúng ta có một cái kênh. Chúng ta kéo từ điểm cao nhất qua điểm cao nhất và chúng ta có một cái kênh ở khu vực này. Thì sau khi chúng ta thấy là rớt xuống thật mạnh, kéo lên thật mạnh, rớt xuống thật mạnh. Đây là một cái sự giằng co từ mấy ngày nay và không phải là người nào cũng có thể kiếm tiền được. Phái sinh nó cũng giống như là thị trường chứng khoán cơ sở thôi. Tức là bạn ăn tiền của một người khác mà bạn không biết, và khi bạn xài tiền thì bạn đỡ áy náy hơn. Còn ví dụ như bạn đi đánh bài mà bạn ăn của cái thằng đối diện, bạn nhìn thấy cái mặt nó rồi mà mốt bạn ăn thì nó bán nhà, nó trả tiền cho bạn, vợ con nó nheo nhóc này kia mọi thứ, thì tâm lý của bạn chắc là cũng ảnh hưởng chút chút. Còn trong trường hợp chúng ta đánh chứng khoán thì nó được một cái là tiền nó hiện lên trên bằng số và chúng ta chả biết là chúng ta ăn tiền của ai. Đôi khi cả hai người cùng mua một cổ phiếu, rồi một người bán người mua mà ngồi kế bên nhau thì cũng không có giận nhau được, tại có biết là ta phải mua của mày hay không ha. Như vậy thì đối với trường hợp của phái sinh hiện tại bây giờ, sau khi về lại khu vực 867 thì có những cái sự bật lên, thì nó đụng hỗ trợ thì nó bật thôi, cái này là hợp lý ha, hợp lý. Và khi nó bật lên như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một số cái kháng cự ở phía trên, và chúng ta cần lưu tâm đó là 874 cho tới 800, cái này 874 hay 876 đây. Đây là 876, là từ 876 lên tới 880. Đây là khu vực mà đang có kháng cự đối với trường hợp phái sinh cho các buổi sau. Trên 880 chút xíu nữa thì lại có 881, 882. Đây là khu vực tiên quyết để cho vấn đề chúng ta biết được là VN VN phái sinh nó có break ra khỏi được kênh giảm để nó tiến tới một cái kênh tăng hay không. Và khi chúng ta sử dụng thêm Ichimoku thì chúng ta thấy là nó phải có những sự biến động vượt qua được đám mây thì nó sẽ có ok hơn. Nếu ngay vị trí này kêu nó vượt mây thì nó không vượt được, có thể là vài bữa nữa khi nó tới một cái đám mây mỏng hơn, sau đó nó tăng mà nó vượt qua được đám mây mỏng và nó nằm trên đây, nó tích lũy thêm vài hôm mà nó sẽ đi luôn. Ví dụ như vậy chúng ta sẽ có một cái trend tăng nó sẽ rất là rõ ràng hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta đang đi trong một kênh giảm như vậy thì mình sẽ không vẽ kênh tăng cho trường hợp này. Chúng ta sẽ quan sát ha, mình sẽ không vẽ kênh tăng. Như vậy chúng ta sẽ có những cái điểm chú ý như sau. 1 870 868, tức là cái đường này. Tiếp theo, chúng ta có 870 76 ha. Rồi 880 đến 882 là một khu vực nữa ha. Cho là 881 đi, chia đôi đi. 876, 881 rồi 868, đó là những khu vực mà chúng ta có thể chú ý tới. Cao hơn nữa thì chúng ta thấy là nó sẽ lên về lại cái vùng đỉnh ở trên đây mà nó đã xác lập hôm bữa ở khu vực 887. Đó là những chỗ mà chúng ta có thể quan sát đối với trường hợp của phái sinh. Và mình cũng nói luôn, hiện tại bây giờ phái sinh vẫn còn đang trong kênh giảm. Nếu như mà nó rớt xuống dưới đây thì nó bật lên là bình thường, giá giảm nó hồi là bình thường. Còn hiện tại bây giờ nó vẫn còn đang đang trong kênh giảm thì giảm, thì về vấn đề sọt nó vẫn là ưu tiên chứ không phải là lo. Như vậy thì chúng ta canh những điểm ở trên cao để có thể sọt xuống là hợp lý. Khi thị trường nó đang có những sự hưng phấn quá này kia một thứ mà chúng ta đi sọt, thì ví dụ cái bắt đầu các bạn nói là do ông Hiệp, có nghĩa là chúng ta phải hiểu cái thị trường nó như thế nào. Chẳng hạn như là cái thị trường nó chưa cho phép thì thanh khoản nó không đủ, nó có sự rìu rìu, nó có này kia, cái độ hưng phấn trên thị trường. Chúng ta ngồi đây chúng ta nhìn vô đám đông và chúng ta thấy là nó, cái khả năng này hưng phấn nó chưa tới. Và như thế là chúng ta có thể lên đụng những cái điểm này để chúng ta sọt xuống. À, còn bây giờ nó đang thấy thằng nào, mấy thằng mà lớn lớn blue chip nó tăng nóng quá này kia mọi thứ, mà bây giờ các bạn
đè vô mấy chỗ này các bạn sọt, thì thật ra chỗ này sau khi nó tăng qua để dành để cắt cắt cái lệnh ha, cắt lệnh và chúng ta sẽ có một xu hướng mới. Còn hiện tại bây giờ quan điểm của mình, tại vì bữa giờ nó không có sóng dài, nó không có sóng dài mà nó nhảy như là nhảy cò cò vậy đó, nhảy chân sáo vậy đó, chứ nó đâu có sóng, nó đâu có kênh đâu, chứ nó vẽ nó có một cái hộp thôi, chứ nó đâu có kênh, một cái hộp nó hơi bự chút xíu thôi, cái hộp nó hơi bự chút xíu thôi, nó đâu có kênh. Chứ còn nếu mà có kênh rồi thì đánh theo đúng kênh của mình là bữa giờ chỉ ăn thôi chứ không có thua. Và hiện tại bây giờ ngày hôm nay mình cũng đánh theo cách mới, mình cũng kiếm được khoảng trên 5 điểm chút xíu. Ừ, chị nói chung là rất rõ ràng, rất là dễ chơi ha. À, rồi như vậy thì phiên tiếp theo thì chúng ta chỉ cần chú ý tới những cái điểm đó là được. Còn bạn nào có nhu cầu thì chúng ta sẽ liên hệ Facebook với Hiệp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại phần app Ichimoku Chính Phát, là một phần không thể thiếu. Ngày nào app cũng hoạt động, ngày nào app cũng chạy, và ngày nào app cũng đưa ra những cái tín hiệu, nó rất là hay. À, và chúng ta thấy là hiện tại bây giờ app đang có những cái vấn đề miễn phí thì kia một thứ, thì chúng ta nên gọi là tận dụng những cái khoảng thời gian này để có thể kết nối với lại các cao thủ Ichimoku chính phái hàng đầu, để có thể có được những kinh nghiệm cũng như là trau dồi này kia một thứ ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết nối với lại máy tính. Rồi, đây là cái icon của app Ichimoku Chính Phát. Chúng ta bấm cho nó và chúng ta sẽ ra được một cái phần mềm Ichimoku Chính Phát. Lúc này chúng ta thấy là tín hiệu ngày hôm nay ví dụ như là cho bán, cho mua, cho này, cho kia rất là đầy đủ ha. Có phân ra 30 ngày, rồi phân ra 5 ngày, rồi các giờ đổ về có 14 giờ, 11 giờ, rồi 10 giờ thì đổ về liên tục. Quan trọng là chúng ta có đủ tiền mua hay không. Và nếu chúng ta không biết mua gì thì chúng ta có thể hỏi các chuyên gia của chúng ta ở phần tư vấn. Các bạn vô phần tư vấn ở đây, các bạn bấm vô tư vấn và các bạn sẽ thấy được một số chuyên gia trên thị trường. Các bạn có thể bấm đăng ký vô đó, vô các chuyên gia đó như là anh Bùi Dũng, rồi nhóm ITB, anh Thái Lê, bạn Thái Lê, bạn Minh Chí, bạn Nhất và bạn Hữu Hậu. Ở dưới đây còn có chị Mai Nguyễn ha, chuyên về kỹ thuật quá ha, để chị. Còn cái chữ FX với lại sau này là để cho tất cả các anh chị hỏi về vấn đề FX. Còn nếu như không có để gì thì mình nghĩ là hỏi về thị trường chứng khoán ha. Như vậy thì app không phải chỉ đưa ra tín hiệu kỹ thuật không, chứng khoán cơ sở không, Việt Nam không, mà chúng ta còn đưa ra được những tín hiệu cho ngoại hối. Như vậy chúng ta có thể bấm vào phần ngoại hối, chúng ta sẽ thấy là nó xuất hiện ra nhiều cái khuyến nghị cho chúng ta, và chúng ta có thể thấy là nó đổ liên tục. Và mình nhớ nó đổ đâu đó là nửa đêm nửa hôm nó cũng đổ nữa, chứ không phải là nó chỉ đổ vào 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 cái khoảng thời gian mình hoạt động không đâu. Như vậy thì đổ gần như là 24 trên 4 chúng ta có thể theo dõi, và cái tín hiệu này nó sẽ ra rất là nhanh, hơn khoảng 15 phút thì sẽ ra một lần đó. Cái này thì mình không rành lắm, các bạn có thể là nhờ các anh chị trong cái phần tư vấn này để có thể nói chúng ta rõ hơn vấn đề này ha. Và các bạn chỉ cần tìm ở trên mạng, các bạn chỉ cần tìm ở trên mạng và các bạn vô trong YouTube, các bạn search là tải app Ichi Moku Chính Phát, thì chúng ta sẽ có được cái clip hướng dẫn tải app Ichimoku Chính Phát do mình làm. Các cái clip dưới đây đều sử dụng được hết ha. Ok, đều sử dụng được hết, chúng ta thích clip nào cũng được. Tuy nhiên thì đây có cái mà mình vừa mới làm gần nhất, có sự cập nhật gần nhất thì các bạn có thể tham khảo. Và sau khi coi clip xong thì mình chắc chắn một điều là chúng ta sẽ tải và phần nào đó là biết sử dụng app Ichimoku Chính Phát để chúng ta có thể kiếm được cái lợi nhuận trên thị trường. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cho mọi người có một buổi chiều vui vẻ nhé.